Chú xe ôm tăng số lần hút đinh trên đường góp sức trong mùa thi. Ấm lòng gian hàng không đồng hỗ trợ thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Truy xét vụ cướp giỏ sách táo tợn ở thành phố Thủ Đức lúc rạng sáng. Lãnh 20 năm tù vì đâm chết đồng nghiệp làm bốc vác chung. Phút đời thường hôm nay, bà lão tìm được họ hàng bên chồng sau nửa thế kỷ thất lạc. Xin chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ 6 ngày 28 tháng 6 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước, và tôi là Ngọc Luân của chương trình Góc Nhìn Trưa nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế. Nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân, tâm, trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Ông Đinh Minh Cảnh làm nghề chạy xe ôm, tăng tần suất mỗi ngày một lần kéo xe hút đinh và vật sắc nhọn trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn góp một phần sức nhỏ bé để thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến điểm thi được thuận lợi. Nhiều năm nay, người đàn ông này tự nguyện đi thu gom đinh và các vật sắc nhọn trên đường với mong muốn giúp người đi đường được an toàn. Những ngày này, khi học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông tăng tần suất đi kéo xe hút đinh và vật sắc nhọn tại đoạn đường trên so với những ngày thường. Cái thời điểm thi cử thì cái tần suất mà mình đi thì nó nhiều hơn ngày thường. Thường khi thì mình đi khoảng chừng 3 cho đến 4 lần một tuần. Đó. Nhưng mà những cái ngày mà có các em mà đi thi như vậy á, thì cái tần suất của mình đi thì nói chung là mỗi ngày mỗi đi. Để cho cái ở ngoài đường nó không có những cái miếng sắt vụn hay những cái đinh dơ dãi gì đó. Nó vô tình mà nó vô bánh xe của các em này kia thì nó cũng bất lợi cho các em khi đến trường thi. Cái đó là tăng cái tần suất lên, tại vì là cái vai trò thi cử của các em rất là quan trọng. Cái công việc của mình thì mình nghĩ là chuyện bình thường, là một người dân góp một phần nhỏ bé chút xíu thôi cho các em được đi đến trường thi cho nó thuận lợi hơn. Ông Cảnh cho biết hai ngày trước khi kéo xe hút cũng thu được những đoạn dây thắng xe như hôm nay, mỗi ngày hút được khoảng 200 gram. Xe máy cắn phải đoạn dây thắng này, có thể bánh xe không bị xì hơi ngay, không nguy hiểm như những miếng sắt có hình thoi mà xì hơi từ từ. Hiện trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, tạm thời không còn những miếng đinh hình thoi như trước do công an huyện Bình Chánh đã kiên quyết vào cuộc. Thưa quý vị, đã trở thành nét đẹp trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Năm nay, các cấp ngành ở huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa động viên để các thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi năm nay, huyện Hồng Ngự có 3 địa điểm thi là trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3, Trung học phổ thông Hồng Ngự 2 và Trung học phổ thông Long Khánh A với 1.124 thí sinh. Điểm thi trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3 có số thí sinh dự thi nhiều nhất với 567 em. Không chỉ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát nước uống hỗ trợ thí sinh, huyện đoàn Hồng Ngự còn mở 3 gian hàng không đồng trao tặng bút viết tẩy, thước và atlas cho tất cả thí sinh có nhu cầu tại các điểm thi. Hơn 50 cuốn atlas, 1.000 cây viết mực, 1.000 cây viết chì, 500 cục tẩy và 1.000 cây thước cùng với 100 đồ chuốt viết chì được trưng bày tại gian hàng không đồng. Thí sinh quên đem theo bút mực có thể ghé nhận miễn phí. Sáng giờ là em được nhận hỗ trợ nước với những đồ dùng học tập cá nhân như là viết bút rồi atlas với đồ ăn sáng. Thì cảm thấy cũng rất là vui khi được mọi người hỗ trợ nhiệt tình như vậy, và em có động lực để bản thân gắng thi để điểm tốt cao hơn. Ngoài ra, 10 xã thị trấn của huyện đều có các nhóm đưa rước miễn phí cho thí sinh khó khăn về xe cộ đi lại. Riêng các thí sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội khuyến học huyện Hồng Ngự trao tặng 100.000 đồng một em. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình khuyến mại tập trung của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận 10 tổ chức tuần lễ nông sản và ẩm thực dân gian từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Tuần lễ nông sản và ẩm thực dân gian là dịp để tăng cường hợp tác kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy giao lưu thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 10 nói riêng với các tỉnh thành. Đồng thời giới thiệu quận 10 là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Tại tuần lễ có trên 70 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tới từ các tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để quận 10 và các huyện vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ gặp gỡ, trao đổi, quảng bá tiềm năng, cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm ô cốp ở trong và ngoài quận. Thưa quý vị, Công an quận Gò Vấp vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn thả 7 con rái cá vuốt bé về rừng phòng hộ Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Số rái cá trên là vật chứng trong vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án. 8 con rái cá trong vụ án trên được công an thu giữ rồi giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn nuôi dưỡng. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp ra quyết định giao 8 con rái cá cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh thả về môi trường tự nhiên. Lúc này, ngoài một con rái cá đã chết, 7 con còn lại đều đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên. 7 con rái cá vuốt bé trên thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Khi được thả về rừng phòng hộ Cần Giờ, 7 con rái cá vuốt bé có sức khỏe tốt, hòa nhập tốt với môi trường tự nhiên. Tiếp tục chương trình là thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra truy xét vụ cướp giỏ sách của người dân một cách táo tợn xảy ra trên địa bàn phường Linh Đông. Nạn nhân là anh T, 33 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, là người chuyển giới. Theo thông tin ban đầu, anh T đi làm về nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh T treo giỏ sách phía trước xe. Trong lúc anh T đang loay hoay mở cầu thang sắt chạy xe vào nhà, bất ngờ xuất hiện một thanh niên chạy bộ, giật chiếc giỏ sách và lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát về hướng đường Phạm Văn Đồng. Mặc dù anh T cố gắng đuổi theo, hô hoán, nhưng do lúc rạng sáng vắng người nên không có ai hỗ trợ. Trong túi sách không có nhiều tài sản có giá trị lớn, tuy nhiên hành động của kẻ cướp cho thấy sự manh động táo tợn. Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đào Hữu Tuấn Hưng, 40 tuổi, ngụ ở thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Hưng cùng ông Trần Trung, 52 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Vĩnh Lực, 54 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, cùng làm thuê bốc vác lúa gạo ở xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cả ba thuê phòng trọ cùng một chỗ ở xã An Cư để đi làm. Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2017, cả ba đi ăn uống đến khoảng 20 giờ thì về phòng trọ. Một lúc sau, Hưng nghe tiếng ông Trung và Lực cãi nhau lớn tiếng. Hưng lấy dao đi đến nơi ông Trung đang đứng, bất ngờ đâm vào ngực ông Trung khiến ông này ngã xuống đất. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chết tại bệnh viện. Còn Hưng thì về nhà ở Sóc Trăng lấy giấy tờ tùy thân bỏ trốn đến thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2024, Hưng về nhà làm căn cước công dân thì bị bắt. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ma Thế Hồ, 45 tuổi, trú tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, 8 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 10 tháng 11 năm 2023, Hồ đưa máy ra ruộng tuốt lúa sau đó về nhà uống rượu và đi ngủ. Đến 15 giờ, Hồ ra ruộng lấy máy tuốt lúa về nhà. Hai tiếng sau không tìm thấy chìa khóa hòm thóc của mình. Nghi ngờ hàng xóm là Lê Vi Nguyên lấy, Hồ cầm dao đi đến nhà tìm Nguyên đòi chìa khóa. Khi gặp, Hồ không hỏi về chìa khóa mà đâm vào bàn tay trái và ngực của Nguyên, gây thương tích với tỷ lệ là 37%. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ma Thế Hồ 8 năm tù, phải bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. This is Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, người chồng mất đột ngột suốt nửa thế kỷ, vợ con không biết quê hương họ hàng người cha mình, mặc dù đã nhiều lần vượt hàng nghìn km tìm kiếm. Và câu chuyện kỳ diệu đoàn tụ trên nhờ vợ chồng Trung tá Công an huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tình cờ giúp đỡ tìm được gia đình chồng. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
Ở cái tuổi 82, bà Phạm Thị Thắm, tỉnh Thái Nguyên, không tin mình cùng các con đang có mặt tại quê hương tổ tiên của chồng mình sau nhiều năm tìm kiếm. Họ hàng, người thân vui mừng khôn xiết lần đầu tiên gặp nhau. Những ngày lưu lại quê chồng, họ hàng nhà chồng và hàng xóm đến chia vui khiến bà Thắm ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ thì tìm việc đến quê hương là rất là phấn khởi. Khi mà lấy nhau rồi thì bảo mang con cái vào thì bảo vẫn còn bé không mang mà chưa có điều kiện. Đến khi mà có điều kiện thì ông già ông lại đi nữa. Là du kích ở huyện Ba Tơ, năm 1954, ông Đinh Văn Hích được lệnh tập kết ra Bắc, sau đó lập gia đình với bà Thắm ở tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 2016, ông Hích qua đời. Nguyện vọng ông dẫn vợ về thăm họ hàng ở quê dừng lại. Vợ con đã nhiều lần vào huyện Ba Tơ tìm kiếm nhưng không được. Vừa qua, trong lúc vào Quảng Ngãi, bà Thắm tình cờ gặp Trung tá Đinh Quang Rin, đội trưởng đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Ba Tơ hỗ trợ. Trung tá Đinh Quang Rin và vợ là Trung tá Đinh Thị Thu Nguyệt đã tra cứu dữ liệu dân cư, đến từng khu dân cư xác minh. Tra cứu thông tin thì là tên của họ là thay đổi họ hết rồi. Ba Tơ thì chưa được có họ Đinh nhưng mà sau là thay đổi thành họ Phạm hết. Theo họ Phạm hết cho nên là tra cứu thông tin là và cái năm sinh của họ cũng ghi cũng không rõ ràng nên là tra cứu thông tin không ra. Và những người mà có trong lý lịch đó là em không biết đó, là đã chết hết rồi, không còn sống nữa. Còn cái nhánh dưới thì lại không có trong lý lịch. Cho nên là tìm cái những người mà còn sống là con cháu thì là phải thông qua cái cơ sở dữ liệu dân cư rất là nhiều. Bằng nhiệt tình và kinh nghiệm, vợ chồng Trung tá Rin đã ngày đêm tra cứu, sàng lọc thông tin trên hệ thống cơ sở và đã tìm ra giúp bà Thắm đoàn tụ cùng gia đình. Thật sự là rất là xúc động. Giống như là mình là một cái cầu nối kết nối được gia đình của hai bên, là cái niềm mong mỏi của bà nhiều năm. Mong ước hơn nửa thế kỷ đã thành sự thật. Bà Thắm hạnh phúc hơn bao giờ hết với những lời cảm ơn với vợ chồng Trung tá Đinh Quang Rin. Ngày đoàn viên đẫm nước mắt như chuyện cổ tích. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!